Từ siêu xin mến chào tất cả các bạn nha. Thì trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay có cái vấn đề này cũng hơi gắt gói. Đó là mới đổi cái chân vịt. Từ chân vịt thao mà đổi thành chân vịt nhôm nè các bạn. Này mới chát luôn nha. Chân vịt nhôm. Cái gắt gói ở đây là một phần là do đo sai kích thước, hơi sai chút xíu thôi, nhưng mà gắt gói ở đây là đây, các bạn thấy không, đang đục bỏ cái phần này nè, rồi bây giờ phải chấp thêm một sắt, các bạn thấy không, cặp sắt, cặp đây miếng, bên đây miếng, rồi dưới miếng, là tổng cộng 3 miếng đó các bạn, để cho nó cứng lại nha, nè các bạn thấy không, hở ra chút xíu. Cái này là chưa đâu, cái này còn phải đục thêm nữa. Không đục nó, đục nó hết rồi, để đổ dịch rồi cắt bỏ. Dạ. Yeah. Bây giờ nó lên rồi. Bây giờ cắt bỏ chúng dịch ha. Bỏ đều hết luôn, là nó lên rồi, cái đục đó là không. Tay mình đổ dịch rồi, đụng be kìa. Dạ. Thì bây giờ các bạn thấy không, khi mà quay á, đụng cái phần be ở trên. Đây để chút nữa mình sẽ leo lên quay cho các bạn coi. Chân dịch này nó bề ngang của nó là coi. Cái bề hoành của nó là khoảng 2m8. Dạ. Rồi các bạn thấy anh thợ anh đang làm cái bát để chịu lại cái phần sắt đó, để cho khoan bồ lon bắt vô. Và bây giờ phải cắt bỏ chân vịt. Cắt đều hết 4 cánh nha các bạn. Này. Đây các bạn thấy đó, đây nè, đo sai kích thước nè, bây giờ chân vịt là sát mí be luôn nè các bạn, thấy không, cắt bỏ, cắt đều hết luôn, không biết cắt làm sao thì mình không biết, nhưng mà cái phần này thì do cái xưởng chân vịt người ta cắt, đây, bây giờ cái con hai cái cây chặn lái này nè, phải cắt bỏ cây chân lái này, cắt khúc này bỏ, giữ lại khúc này thôi, để cho nó chặn lái lại bánh lái. Các bạn thấy đó thì tốn đủ điều hết trơn, chỉ sai một ly thôi. Đây đi nhàn dọc nha. Bây giờ đục cái này ra xong nè, lắp keo lại, tốn keo, tốn công thợ keo nữa, cửa này sắt thì tốn công thợ hàng, tốn sắt rồi thợ mộc nữa đó. Rồi đây ảnh lấy khoan đục ha, khoan để bắt cái phần thanh thanh sắt này các bạn. Khoan để sẵn lỗ như nè. Rồi mua bộ xông thép á. Bộ xông thép rồi mình khoan bắt xích bồ lon lại. Rồi xong. Rồi cho thợ lắp keo lại nữa. Như đây thì đục xong hết trơn rồi, cắt bỏ chút xíu nữa là nó hở lên này là ok. Ủa? Nó ngược rồi, ngược không? Ngược không? Ngược rồi, đem này lên trên. Ngược rồi ông Quy, này khoan dưới, đắp đâu ấy đâu. Lật lại. Ừ, lật lại. Nó vậy lên mới vừa khúc cây nè, này cao nè. Đó. Đúng không? Nãy đó là khoan ngược rồi đó. Đó. Thank you.
sao đâu mà dân trước. À, bây giờ tới cái phần bánh lái nè các bạn. Bây giờ mình đút vô thử coi chân vịt có đụng cái phần này không, để coi nó có đụng không. Tại vì nếu mà đụng thì mình sẽ kêu thợ thiện cắt bỏ khúc đó nữa rồi lắp keo lại. Rồi các bạn thấy đổi chân vịt mới nhiều cái nó rắc rối lắm. Rồi các bạn thấy đó thì bây giờ đó sắt là cặp bên đây miếng, dưới đây miếng. Rồi bên kia tổng cộng là 3 miếng nha các bạn. Rồi, để kiềng cái phần lễ ký này lại nè, nó cứng. Anh này bữa nay chưa cũng chuyển đổi ngành nghề nữa nè. Đục cây luôn, thợ tiện mới qua đục cây luôn các bạn. Rồi các bạn biết đó thì bây giờ ốp nó lại thêm nè, ốp nó thêm miếng sắt nè. Cho nó cứng lại, khoan bắt hai lỗ luôn nha. Rồi phần này chút nữa sẽ hàng dãy cá. Điều hết. Trời mưa lặn hồi quốc nhảy rồng luôn á. Nó kêu dày ghê hồn trời vậy. Trời lấy ký mà trời, lấy ký mà kêu không dày. Im không? Im. Chưa đâu. Đi hà ma, cây nó đi hót. Còn khúc này nè. Khúc giữa. Khúc này nè. Thấy không? À, khúc này nè, là nó ấy. Khúc này là cho nó ấp bằng một xíu nữa. Là ok đó. Cây bồ bồ cái gì vậy? Cây sibo á, bồ bồ nhà thứ hai sibo. Rồi xong. Hôm nay khoan luôn ha. Quyết định là đổi nghề mà. Quyết định đổi nghề luôn. Bây giờ khoan đóng bù lông ngậm nha các bạn. Chết. Chết rồi.
Clip này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Mình sẽ quay về những ngành nghề liên quan đến đánh bắt thủy hải sản, những ngành nghề hậu cần. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.